là yêu người, không phân biệt một ai, không phân biệt sang hèn, giàu nghèo hay cái chi mưu. Bác ái là yêu người, yêu tất cả mọi người, yêu trong tình yêu Chúa, sẵn sàng vì Chúa yêu thương. Bác ái là yêu người, không phân biệt một ai, không phân biệt sang hèn, giàu nghèo hay cái chi mưu. Bác ái là yêu người, yêu tất cả mọi người, yêu trong tình yêu Chúa, sẵn sàng vì Chúa yêu thương. Yêu người, không phân biệt một ai, không phân biệt sang hèn, giàu nghèo hay cái chi mưu. Bác ái là yêu người, yêu tất cả mọi người, yêu trong tình yêu Chúa, sẵn sàng vì Chúa yêu thương.